Chào các bạn, đây là chiếc công nông ngoái mà anh đang đánh xe lượn một vòng rồi lùi xe vào bãi để chở đất. Chở đất, đây là chiếc công nông ba bánh và máy cuốc Hitachi múc đất lên xe để vận chuyển đất. Hành trình của chuyến xe chở đất đi để đổ ben, để tân đất nền. Mời các bạn cùng đón xem và theo dõi. Các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ cho kênh của mình được phát triển nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.